Xin chào các bạn Thì tính cho đến ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 11 Tây tháng 11 năm 2020 Ở Hoa Kỳ Có nghĩa là ngày thứ tư Thì tính cho đến ngày hôm nay Thì chúng ta đã đi từ cái ngày Bitcoin Haven Của năm 2020 là ngày 11 Tây tháng 5 Cho đến thời điểm bây giờ là tổng cộng là 184 ngày Thì có thể là nhiều bạn đã lãng quên đi Bitcoin Haven Cho mình thấy là chiếc Bitcoin Haven khoảng chừng là 2-3 tháng Thì rất là sôi động Tới ngày Bitcoin Haven cũng sôi động Nhưng mà sau đó thì nhiều bạn lại không có còn quan tâm nhiều đến Bitcoin halving Nhưng mà cái thời điểm bây giờ mới là cái thời điểm mà bạn bắt đầu phải quan tâm tới Bitcoin halving chứ không phải là trước khi Bitcoin halving Tại vì sao? Tại vì cái thể được là dựa theo hai cái được halving trước đây của Bitcoin thì mỗi lần mà halving xong thì cái sự đột phá và giá cả bắt đầu từ khoảng 6 cho đến 8 tháng sau khi mà Bitcoin halving xong và cái sự tăng trưởng bắt đầu từ đó và có nghĩa là đợt cuối cùng mà các bạn thấy Bitcoin halving là chính là ngày 11 tới tháng 5 năm 2020 thì cho đến ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta đã khoảng chừng là 6 tháng tổng cộng 184 ngày từ lúc halving cho tới bây giờ có nghĩa là đã qua 6 tháng chúng ta bắt đầu mới thấy cái sự tiến triển của giá cái Bitcoin sau ngày halving tại vì các bạn thấy được là Bitcoin halving thì sau khi mà halving thì Tuy là cái số lượng Bitcoin ra đời một lóc bị giảm đi phân nửa nhưng mà cái sự ảnh hưởng về cái nguồn cung nguồn cầu sẽ không có ngay lập tức mà cần phải có một thời gian và thời gian đó là khoảng 6 đến 8 tháng. Thì tại sao mà chúng ta nói tới Bitcoin halving ngày hôm nay? Tại vì khi mà thuận nhìn vào tình hình bây giờ thì thuận muốn biết được là tình hình Bitcoin ngày hôm nay sau halving 184 ngày sau 6 tháng sau halving so với lại tình hình của năm 2016 cái lúc mà halving được thứ nhì thì có khác nhau hay giống nhau như thế nào? Và khi mà thường nhìn vào thì thường cảm thấy là có rất nhiều điểm giống nhau cho nên đây là một cái video thường cảm thấy rất là quan trọng và rất là thú vị mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì tình hình bây giờ thường vẫn nghĩ là chúng ta đang tiếp tục trở về cái đỉnh cũ là 20.000 đô nhưng mà khi nào và những gì mà bạn cần phải nên biết đây chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay và một điều nữa thường đang sử dụng một biểu đồ gọi là Brave New Coin Liquid Index như bạn có biết là nếu các bạn muốn xem cái biểu đồ Bitcoin mà có giá cả dài hạn hơn có nghĩa là các bạn có thể là tìm thấy những cái biểu đồ như là trên sàn Coinbase hay là trên sàn Binance thì giá cả là có hạn Nhưng mà nếu các bạn muốn nhìn vào giá cái Bitcoin dài hạn hơn từ lúc Bitcoin rời tới, tới bây giờ Thì cái ký hiệu các bạn cần phải tìm kiếm ở trên TradingView đó chính là BLX, Drive New Coin Liquid Index Thì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn gì nào thì các bạn hãy bấm cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tính theo truyền miễn phí hay là các bạn có thể được giảm 20% phí dịch mãi mãi, những cái link sẽ nằm dưới video này để các bạn tìm thấy những thông tin chi tiết thì chúng ta hãy trở lại và nhìn vào cái video này thì các bạn thấy được là chúng ta từ lúc mà Harvin tới bây giờ là 184 ngày của năm 2020 là nghĩa là khoảng chừng là 6 tháng. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin sau cái ngày Harvin của năm 2016 thì lúc đó như thế nào? Sau khi mà chúng ta trải qua 6 tháng thì chúng ta trở lại năm 2016 thì nhiều bạn cũng đang nhớ là cái ngày Harvin của đợt năm 2016 đó chính là khi nào? Đó chính là ngày 9 tây tháng 7 năm 2016. Thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin cái ngày halving lúc đó là khoảng 649 đô và cái giá của Bitcoin sau cái ngày Bitcoin halving của năm 2016 184 ngày sau thì cái giá lúc đó là các bạn thấy được là 912 đô. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mức mà Bitcoin halving lên tới lại cái giá mà 184 ngày sau Bitcoin bình là tăng trưởng bao nhiêu Thì các bạn thấy được là cái mức là từ 649 đô lên tới 912 đô thì đã tăng trưởng bao nhiêu Tăng trưởng tổng cộng là 40,39% Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tình hình của năm 2020 này Thì các bạn thấy được là cái giá ngày Bitcoin bình để thuần trả trở về cái biểu đồ của cái thời điểm hiện bây giờ thì các bạn sẽ thấy được cái giá lúc đó là 8.567 và cho tới thời điểm bây giờ 184 ngày sau thì cái giá Bitcoin là 15.000 khoảng chừng là 700 đô thì có nghĩa là từ cái mức 8.567 lên tới cái mức là 15.700 đô thì các bạn thấy được là Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng tổng cộng là phần trăm, có nghĩa là cái thời điểm bây giờ so với năm 2016 thì cái thời điểm bây giờ các bạn thấy được là đã tăng trưởng hơn năm 2016. Đây là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nghĩa là chúng ta không chỉ là lặp lại năm 2016 mà tăng trưởng giá cả mà còn hơn nữa. Đây cũng là một cái điều rất là quan trọng các bạn cần phải nên hiểu là khi mà các bạn nói với một người nào đó là Bitcoin mức bây giờ là 15.704 thì các bạn tin tưởng là Bitcoin một ngày nào đó sẽ lên tới cái mức là 50.000 đô, 100.000 đô thì nhiều người có thể nói là không thể nào. Bitcoin hồi xưa từ 1.000 đô lên tới 20.000 đô tại vì rơi vốn hóa nhỏ. Trước đó nữa Bitcoin là từ 1 đô lên tới 100 đô thì vốn hóa lúc đó còn nhỏ hơn Bây giờ người ta nói là Bitcoin thì cái vốn hóa của Bitcoin bây giờ đã cao hơn khi xưa rất là nhiều Cho nên cơ hội mà Bitcoin đi từ cái mức là 15.000 đô lên 100.000 đô thì là không thể Nhưng mà các bạn có thể thấy được là thời điểm bây giờ Tuy là vốn hóa Bitcoin đã cao hơn năm 2016 rất là nhiều Có nghĩa là các bạn cần nhiều tiền hơn để có thể đẩy giá Bitcoin lên Nhưng mà các bạn thấy được là 184 ngày sau Bitcoin Harvard thì Bitcoin đã đi từ cái mức các bạn thấy là 8.567 mà lên tới 15.700 ở thời điểm hiện bây giờ. Trong khi mà năm 2016 thì chỉ lên tới cái mức là từ 600 đến 900 mà thôi. Thì cái sự khác biệt các bạn thấy được là năm 2016 chỉ tăng có 40% nhưng mà năm nay, năm 2020 sau Harvard cùng thời gian đã tăng lên gấp đôi. Đây là một cái điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn cho nên không hẳn là bây giờ là Bitcoin cần vốn hóa nhiều hơn để đẩy giá Bitcoin lên cao là sẽ không làm được mà thậm chí các bạn thấy được là so với lại thị trường tài chính nói chung thì Bitcoin vốn hóa bây giờ rất là thấp các bạn thấy được là vốn hóa Bitcoin không có là bao nhiêu hết khi mà chúng ta nhìn vào CoinGecko thì tổng số vốn hóa chỉ có 289 tỷ mà thôi trong khi các bạn nhìn vào những cái thị trường khác như là vàng vàng tính vàng vật chất và vàng giao dịch hợp đồng thì các bạn thấy được là lên tới tổng số vốn hóa là 8.000 tỷ chúng ta bây giờ là một thị trường rất là nhỏ cho nên tuy là bây giờ cần nhiều tiền hơn nhưng mà cái số tiền này là cũng không có nhiều trong cái thị trường tài chính nói chung cho nên Bitcoin có thể được đẩy giá lên tới 50.000 đô, 100.000 đô là một điều hoàn toàn có thể đây là cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với bạn đầu tiên điều thứ nhì mà Thuận muốn nhắm vào đó chính là các bạn thấy được là cái giá hiện bây giờ của Bitcoin là 15.700 đô thì so với lại cái giá cao nhất của Bitcoin trước khi mà Harvin là khi nào có nghĩa là cái đợt tăng trưởng trước đó có nghĩa là chúng ta sẽ trở lại năm 2017 tháng 12 thì lúc đó giá của Bitcoin các bạn thấy đã lên tới gần 20.000 đô thì tùy theo các bạn nhìn vào sàn nào chúng ta nhìn vào con cái bấm vào all time high thì các bạn thấy được là cái giá Bitcoin cao nhất dựa theo con là 19.665 xảy ra vào ngày 16 tây tháng 12 năm 2017 có nghĩa là gần 3 năm trước đây thì chúng ta Nhìn vào cái giá này so với lại cái giá hiện bây giờ là khoảng chừng 15.700 đô đi thì cái giá hiện bây giờ so với cái giá cao nhất là cái phần trăm tỷ lệ là bao nhiêu thì các bạn thấy được là cái giá hiện bây giờ là khoảng 80 phần trăm 79 đến 80 phần trăm khi mà các bạn chia con số giá hiện bây giờ so với lại cái số giá cao nhất là cái giá bây giờ là khoảng 80 phần trăm của cái tỷ lệ giá cao nhất hồi trước tới bây giờ cho nên các bạn thấy được là nghĩa là Bitcoin Cái mức này đã hồi phục lại 79-80% So với cái mức cao nhất rồi Thì bây giờ chúng ta trở lại năm 2016 Để coi coi là năm 2016 Tình hình lúc đó là như thế nào Cái thời điểm 184 ngày sau khi Harbin Thì lúc đó Cái giá so với giá cao nhất là bao nhiêu Thì các bạn thấy được là cái giá ở cái lúc mà 184 ngày sau Thì cái giá lúc đó các bạn sẽ thấy được Là cái giá là 912 đô So với lại cái giá cao nhất của đợt tăng trưởng trước đó Đó chính là cái giá của năm 2013 Lúc đó giá của Bitcoin là khoảng 1174 Thì các bạn thấy được là khi chúng ta lấy cái giá của Bitcoin 184 ngày của năm 2016 Sau ngày Bitcoin halving là 912 đô Chia cho cái giá cao nhất của Bitcoin ở cái thời điểm trước đó, như là năm 2013 thì cái phần trăm hồi phục lại cái phần trăm cái giá Bitcoin lúc đó so với lại cái đợt tăng trưởng trước đó năm 2013 thì cũng tương tự như là bây giờ là 79 trên 80 phần trăm bạn thấy được là giữa hai cái đợt hai bên này chúng ta thực sự là có rất nhiều điểm giống nhau hầu như là tình hình Bitcoin lặp lại của năm 2016 thì có nhiều bạn hỏi thường là nếu như mà lặp lại năm 2016 thì khi nào chúng ta mới trở lại và qua khỏi cái mức là đỉnh cao nhất từ năm 2017 có nghĩa là qua khỏi 20.000 đô thì điều này chúng ta phải nhìn vào năm 2016. Năm 2016 thì khác một chút. Cái điều khác ở đây là các bạn thấy được là Bitcoin sau ngày halving thì đã có sự tăng trưởng rất là nhanh và sau đó đã chạm cái đỉnh cũ. Cái đỉnh cũ của bạn có nó nhớ là khoảng 1170 cái đường mà màu trắng các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Thì Bitcoin đi nhanh trở lên sau ngày Harbin Thì chạm vào cái đường màu trắng này Có nghĩa là cái đỉnh cũ của năm 2013 Thì sau đó như thế nào? Sau đó các bạn thấy được là đã bị đẩy xuống rất là nhanh Đẩy ngược cho xuống là thậm chí chỉ còn có 749 đô Khoảng chừng là một tuần sau đó Và sau đó các bạn thấy được là Thời gian kế tiếp là Bitcoin lại muốn thử lại Cái đường màu trắng này một lần nữa Có nghĩa là muốn phá đỉnh cũ lập đỉnh mới Nhưng mà các bạn thấy được là Bitcoin qua khỏi cái đường màu trắng này Một lần nữa cái đường màu trắng này đó chính là cái đỉnh cao trước đó của năm 2013. Chúng ta đang nhìn vào là cái thời kỳ của năm 2016. Thì sau khi phá cái đường màu trắng này thì như thế nào các bạn thấy được là qua khỏi khoảng chừng là vài ngày nhưng mà là bị sụp trở xuống tới cái mức là khoảng chừng là 890 đô. Thì sau đó một lần nữa Bitcoin mới trở về và phá cái đường màu trắng này và sau đó các bạn thấy được là cái đường màu trắng này có nghĩa là cái mức cao nhất của năm 2013 thì đã trở thành cái dùng hỗ trợ và sau đó Bitcoin chỉ đi thẳng lên mà thôi và không trở về cái mức này nữa. Thì các bạn thấy được là nếu chúng ta tính theo cái thời gian thì cái thời gian là khoảng chừng là 271 ngày sau ngày Bitcoin halving thì Bitcoin mới thật sự là phá đỉnh cũ và không trở về cái đỉnh cũ nữa và sẽ tiếp tục đi lên từ đó. Thì các bạn thấy được là 271 ngày thì chúng ta bây giờ hãy đi trở về tình hình thì bây giờ các bạn nhìn thấy là tình hình bây giờ của năm 2020 thì 271 ngày có nghĩa là khi nào 271 ngày có nghĩa là chúng ta nhìn vào tình hình thì bây giờ là từ ngày Bitcoin Harvard ngày 11 tây tháng 5 năm 2020 đếm 271 ngày sau đó có nghĩa là dựa theo cái tình hình lịch sử của Bitcoin trước đây nếu như mà lặp lại năm 2016 thì cái ngày mà Bitcoin phá định cũ, lập định mới đó chính là đầu tháng 2 của năm 2021 chính xác hơn là nếu Bitcoin lập lại lịch sử trước đây thì sẽ là ngày 6 tháng 2 năm 2021. Các bạn thấy được là đây đương nhiên chỉ là chẩn đoán dựa theo những gì xảy ra trước đây. Và lý do thành là ra video này không phải là đảm bảo các bạn là ngày nào Bitcoin sẽ phá đỉnh cũ đợt mới mà tôi muốn cho các bạn thấy được là tình hình Bitcoin sau ngày halving cái đợt năm 2020 này thì cũng không có khác nhiều so với năm 2016. Và một trong những điều khác rất là quan trọng Thưa các bạn để ý thì chúng ta bây giờ hãy đi ngược trở về năm 2016 đi Thì các bạn thấy được là chúng ta đi ngược trở về năm 2016 Thì một điều các bạn thấy rất rõ ràng là khi mà giá Bitcoin đi lên của năm 2016 Mà bắt đầu là chạm cái đỉnh cũ của năm 2013 Có nghĩa là 1.170 đô chúng ta nói tới hồi nãy giờ cái đường màu trắng này thì đã có rất là nhiều cái lực bán đẩy cho xuống các bạn thấy được là cái đợt xuống giá này cũng khá là trầm trọng đó chúng ta nhìn vào trong vòng chỉ có vài ngày thôi thì bitcoin đã đi xuống cái mức là từ cái đỉnh của năm 2013 mà đi xuống khoảng chừng là tổng cộng là 35 36 phần trăm trong thời gian chỉ một tuần mà thôi có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy Bitcoin chạm 20.000 đô nhưng mà vừa chạm 20.000 đô thôi thì đã có rất nhiều người chờ sẵn để mà bán. Tại vì nhiều người đã chờ rất là lâu để có Bitcoin trở về 20.000 đô để mà họ hoàn vốn hay là chút lời cho nên có thể là có rất nhiều người đã đợi sẵn ở cỡ mức là 19.800 đô, 19.900 đô, 20.000 đô thì giá sẽ bị đẩy xuống rất là nhanh. Và các bạn thấy được là nếu như bị đẩy xuống tương tự như là năm 2016 thì cái mức đẩy cũng rất là nhiều Các bạn thấy được là 30% của 20.000 đô Thì chúng ta nói tới cái con số cũng là khoảng chừng là 60.000 đô Có nghĩa là Bitcoin có thể là chạm 20.000 đô Thậm chí tôi nghĩ là nhiều người sẽ không có chờ đợi lâu như vậy Nhiều người nghĩ là Bitcoin khi mà tới 20.000 đô Thì có quá nhiều người chờ đợi để mà bán Cho nên họ sẽ bán trước đó ở tiếng Anh họ gọi đây là front running họ có thể là bán ở cái mức là 19.000 đô, 19.500 đô chứ không có đợi tới 20.000 đô có nghĩa là Bitcoin vừa chạm tới mức đó thì có thể là bị rơi xuống tính theo cái tình hình của năm 2016 thì hoàn toàn có thể bị rơi xuống là 6.000 7.000 đô có nghĩa là từ 20.000 đô có thể là rơi thẳng xuống còn có 13.000 đô rồi sau đó Bitcoin mới từ từ thực sự là đi mạnh cho lên và phá đỉnh cũ và không trở về nữa năm 2016 các bạn thấy được là sau khi bị đâm mạnh từ cái mức là cái đỉnh cũ là khoảng 1170 xuống tới cái mức chỉ còn có 750 đô thì Bitcoin lại tiếp tục từ từ đi ngược cho lên và thêm một lần nữa đã phá cái đỉnh cũ lập đỉnh mới nhưng mà đợt này thì cũng tương tự cũng có rất nhiều người đợi sẵn ở những cái mức này các bạn thấy được là họ lại tiếp tục bán và đẩy giá xuống và bitcoin đã rơi trở xuống tới cái mức là 890 đô và sau đó tìm được cái dùng hỗ trợ ở mức này và đã được đẩy lên và đợt này sau khi mà qua khỏi đỉnh cũ thì lúc đó các bạn thì được là cái đỉnh cũ đã trở thành cái dùng hỗ trợ sau khi đi ngược trở xuống thử lại đường màu trắng này và không tiếp tục ở lại không tiếp tục đi xuống và đã dùng cái đường màu trắng này làm cái bàn đạp và tiếp tục đẩy lên có nghĩa là đã qua khỏi đỉnh cũ lập đỉnh mới và cứ tiếp tục tiếp tục tăng lên khi màn hình được là cho đến năm 2017 khi mà các bạn thấy được là giá Bitcoin đã lên dần tới 20.000 đô thì lý do mà Thượng muốn chú tâm vào cái vấn đề này để các bạn thấy được là các bạn đừng có bỡ ngỡ khi mà các bạn thấy Bitcoin lên 16.000 đô, 17.000 đô, 18.000 đô, 19.000 đô rồi tự nhiên Bitcoin từ 19.000 đô chạy ngược chỉ xuống còn 12 13.000 13 đô là một điều mà Thượng nghĩ là sẽ xảy ra tại vì sẽ có rất là nhiều người chờ đợi sẵn để mà bán ở cái mức là gần 20.000 đô cho nên đây là một điều mà các bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý đương nhiên như bài nào mà không có muốn bán ở 20.000 đô mà muốn thấy được Bitcoin lên từ những cái mức cao hơn như là 25, 30, thậm chí 50.000 đô rồi mới tính tới chuyện bán thì đây là những cái cơ hội để các bạn có thể tích lũy tiếp tục trung bình giá để có thêm nhiều Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là điều này đã xảy ra năm 2016 cho nên các bạn cần phải cẩn thận những cái vụ mà đâm từ cái mức 20.000 đô xuống 13.000 đô thường nghĩ là sẽ xảy ra tại vì các bạn thấy được là năm 2016 cũng như vậy khi mà tới cái đường màu trắng này cái đỉnh cũ của năm 2013 thì lại bị đâm bị đẩy xuống rất là mạnh nhưng mà cuối cùng thì Bitcoin cũng đã lấy đó là động lực và tiếp tục đẩy trở lên và tới cái mức đỉnh của năm 2017 thì Thường hy vọng là các bạn có được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thường thấy đây là một có thông tin rất là thú vị nhưng mà cũng rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm được. À, và cho bạn thấy được là chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục trên con đường trở về 20.000 đô. Tình hình thị không bây giờ so với năm 2016 thì cũng không có khác gì. Và đây là một cái điều rất là tốt. Chúng ta hãy chờ đợi coi coi là Bitcoin bước kế tiếp như thế nào Các bạn thấy được là cái bước bây giờ của Bitcoin đã dẫn Bitcoin lên tới cái mức là 15.700 đô Và từ 15.700 đô tới 20.000 đô là không còn xa Các bạn thấy là Bitcoin chỉ cần tăng 10% thôi đã là 1.500 đô 20% thì đã là 3.000 đô Các bạn thấy được Bitcoin chỉ cần tăng thêm 20% nữa thôi Năm nay Bitcoin đã tăng là hơn 100% rồi Chỉ cần tăng thêm 20% nữa thôi thì Bitcoin đã tới cái mức là gần 19.000 đô rồi các bạn sẽ thấy là giá cả sẽ đi rất nhanh nhanh hơn là các bạn tưởng tượng nhiều cho nên bây giờ thằng nghĩ là các bạn cần phải đưa ra những chiến lược là khi nào giữ khi nào bán khi nào mua thêm là đã vừa chứ các bạn đừng có để tới cái lúc mà bitcoin tăng quá nhanh các bạn bỡ ngỡ lại gây ra nhiều cái sự fomo là dẫn đến là bán lầm ở nhiều cái dùng và tôi hy vọng là các bạn may mắn trong lĩnh vực đầu tư đây là cái video 777 là ba số 7 thì cũng hy vọng là nhiều người nói là ba số 7 là một cái con số may mắn thường hy vọng là các bạn may mắn khi mà xem được cái video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn